Thưa quý vị, những ngày gần đây sau khi cầu Vàm Cống được khánh thành thay thế cho phà Vàm Cống kết nối các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, nhiều tài xế tiếp tục phản ứng về việc thu phí cũng như là vị trí đặt trạm thu phí BOT T2. Các tài xế cho rằng vị trí đặt trạm hiện nay là bất hợp lý, không đồng ý mua vé khiến cho tình hình giao thông tại đây trở nên hỗn loạn. Bắt đầu từ trưa ngày 23 tháng 5, nhiều tài xế xe tải và xe ô tô cá nhân khi qua trạm thu phí BOT T2 trên tuyến quốc lộ 91, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã đồng loạt dừng xe tại tất cả các làn thu phí, không chịu mua vé qua trạm, khiến giao thông tại khu vực này liên tục bị ùn ứ, buộc phải xả trạm để giải tỏa giao thông. Cho rằng trạm thu phí BOT T2 đặt không đúng vị trí, nhiều tài xế xe tải và xe ô tô đã phản đối, không mua vé khi qua trạm. Tình trạng này đã kéo dài thời gian khá lâu. Đặc biệt nổi lên gần đây sau khi cầu Vàm Cống được khánh thành và đưa vào sử dụng thì các tài xế chạy tuyến An Giang, Kiên Giang cũng như các tài xế khi vượt qua trạm BOT T2 để lên cầu Vàm Cống đi hướng thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra rất là bức xúc. Họ cho rằng họ không sử dụng toàn tuyến đường BOT nhưng cũng phải trả phí toàn cho toàn tuyến này. Khoảng 13 giờ 30 các tài xế bắt đầu phản ứng, tình trạng kẹt xe kéo dài hơn 1 km. Đến khoảng 14 giờ, điều hành trạm BOT T2 cho xả trạm lần 1. Đến 14 giờ 10 phút, các tài xế tiếp tục phản ứng và 10 phút sau, trạm T2 lại tiếp tục xả trạm. Sau đó, mỗi khi tài xế phản ứng, kẹt xe kéo dài lại điều hành xả trạm. Khi ổn định trở lại, nhân viên tiếp tục thu phí. Đến khoảng 16 giờ, tình hình trạm thu phí BOT T2 mới tạm thời được giải tỏa. Các tài xế điều khiển xe tải mang biển kiểm soát An Giang và thành phố Hồ Chí Minh khi lưu thông theo hướng từ tỉnh An Giang đi thành phố Cần Thơ đến trạm BOT T2 đã dừng xe, không đồng ý mua vé. Các tài xế cho rằng trạm BOT T2 đặt sai chỗ nên không đồng ý mua vé và kiến nghị rời trạm đi hoặc đi đoạn đường bao nhiêu thì tính phí bấy nhiêu. Trạm BOT T2 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang đặt tại Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, thu phí hoàn vốn cho dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 91 và 91B. Tuy nhiên, đối với các phương tiện chỉ có nhu cầu đi hướng Kiên Giang hoặc lên cầu Vàm Cống để đi thành phố Hồ Chí Minh hiện tại vẫn phải đóng phí toàn tuyến BOT Cần Thơ An Giang.